Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 100 đồng token Market Chain. Một số thông tin của đồng token này: số token phát hành nó là 777 triệu. Đã có 463 tài khoản holder và đã phát sinh 1.155 lượt giao dịch nhé. Rồi. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net, link truy cập website được mình để ở dưới mô tả bên đây nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước một, các bạn sao chép contract. Bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví Chuột Wallet của các bạn nhé. Bạn thêm địa chỉ token nào vào ví cho mình. Bước tiếp theo, thêm token. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, truy cập vào bước 2 để nhận token. Rồi, chương trình airdrop đã sẽ kết thúc vào 39 ngày nữa nha. Rồi, các bạn nhấp vào đây giúp mình, airdrop. Thì nó có số phần bên dưới đây. Thì nó có phần buy, thì các bạn có thể bỏ ra số vốn nhỏ 0,05 BNB mua được cái đồng này để sở hữu ít nhiều lần tài khoản từ sau. Các bạn cần làm, các bạn nhấp vào phần này giúp mình nhé. Có cái đối với ví thì các bạn cần nhấp tiếp theo và nhấp cái đối với ví. Các bạn đi lại lỗi, bạn chờ một tí để mình claim lại sau nhé. Các bạn lưu ý, đối với tất cả các dự án mà chuyên về miễn phí phần thưởng token là mình tham gia vào để nhận và chơi cơ hội ít nhiều lần tài khoản về sau, trong đó có nhau một số là khoảng 5-10% là cái những dự án scam, thì các bạn cũng không nên bỏ làm trí nhá. Đây như mình đã sử dụng rất nhiều ví để cờ lan chứ không phải là ít, 4 ví. Người muốn thành công hay không là nhằm vào những người biết nhìn về tương lai trước, biết chấp nhận rủi ro thì sẽ có sự thành công phía sau nhé. Rồi, các bạn nhấp tiếp theo. Nhấp. Lỗi liên tục. Đấy. Trong thời gian chờ đợi thì mình nói qua cái website claimairdrop.net, các bạn sử dụng điện thoại để điều hành Android, các bạn có thể lưu cái website ra màn hình chính để thường xuyên nhấp vào theo dõi xem những cái dự án nào mới nhất được mình update lên thì hãy tham gia nhé. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance thì bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Và nhiều tài khoản giao dịch nổi tiếng khác như Zimitaro, mấy CEO Quick Kobe, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình sẽ cầm down lại này. Ra là 0,000605 BDT nhé. Các bạn nhấp xác nhận giúp mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý đây.
bạn lưu ý cột vịt canh tay phải này, những dự án ARROT sắp kết thúc, các bạn có thể nhấp vào cái nút nhận token đây để nó sẽ mở ra một website mới và copy contract tương ứng với nó để dán sang ví MetaMask hoặc ví Trustwallet của các bạn. Nếu mà đã thêm rồi thì các bạn không thêm nữa, và chưa có thì các bạn thêm và nhấp vào nhận token để nhận token nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để Flam nhận được 100 đồng token CL. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.